Hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân mến. Thấy mấy cái đám chống cộng cực ngu ở bên Mỹ, nó lên mạng, nó kêu gào, đi biểu tình. Thế nào là Tổng thống Trump qua Việt Nam, cầm cờ Mỹ. Mấy cái đám này nó bị thần kinh hay gì. Mấy cái đám chống cộng cực đoan bên Mỹ, nó bị thần kinh rất là nặng. Tôi thấy nó bị thần kinh. Toàn là một cái đám gọi là đầu đường, xó chợ, chống không ra cái ôn gì hết. Dân Việt Nam giờ ai mà nghe, chỉ có mấy thành phần nó ham tiền, nó lên mạng rồi nó nghe lời, rồi nó đi chống tầm bậy tầm bạ thôi. Chứ những người người ta hiểu biết, người ta làm ăn, cuộc sống ở Việt Nam, người ta lo làm ăn. Bây giờ ở Việt Nam mà ra mà được mà cái kiểu mà cầm cờ bà que hay là chống đập bậy bạ, dân nó bập tay không còn cái răng để ăn cháo luôn. Tại vì cái vụ mà bạo loạn lúc trước, nhà nước Việt Nam quá dễ dãi để cho một số thành phần nó lợi dụng trên cái không gian mạng thôi, với lại sự kém hiểu biết của một số người. Bây giờ người ta thấy người ta cũng sợ té lửa rồi. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Còn cái chuyện ngoại giao của ông Trump với lại người ta họp thượng đỉnh ở Việt Nam, có gì đâu mà phải kêu gọi biểu tình, cầm cờ Mỹ rồi cờ này cờ nọ, tào lao. Mấy cái đám này nó quan tưởng, viết là hết thuốc chữa luôn. Ăn no không rồi bệnh thần kinh đó. Đúng là mấy cái đám chống cộng ở Việt Nam bên Mỹ này viết rồi nó bị cái gì đó. Cái con Ly Sào Phạm thì nửa nạc nửa mỡ, ngồi trên đó cái tối ngày khai dân trí, khai cái má mẹ nó chứ khai cái gì, cái con khùng đó. Kéo cả một lũ tới nhà Lợi Minh rồi cuối cùng làm được con cạc gì. Lợi Minh này đâu hả, cuối cùng FBI nó sờ gái tụi bay nào nấy run như cày sấy, đụng tới pháp luật Mỹ hàng nào nấy run như cày sấy. Còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì ngồi đó hù đủ kiểu đủ cách hết. Tụi mày đụng tới một Lợi Minh này tụi mày chết mẹ tụi mày, chứ cái đám chống cộng cực đó tụi mày tưởng tao là không có dễ ăn hiếp đâu con. À, cái lũ chống cộng cực ngu tào lao, toàn là bệnh thần kinh. Thằng Mỹ nó đã ngoại giao với Việt Nam rồi thì chẳng có thằng nào, thằng chống cộng nào, thằng Đào Minh Tục Quân nào, cái con nửa mạc nửa mở Ly Sào Phạm nào, hay là mấy cái đám mà Benny Trương, cái thằng một mắt, cái thằng mà ăn tiền bệnh tiền SSI cũng chẳng làm được cái đéo gì Việt Nam. Khùng, toàn lên mạng lừa đảo lừa bịp không. Rồi cái thằng khùng Tân Thái rồi, tôi nói anh chị các bạn đừng có vào trong cái diễn đàn tụi nó, đừng có tranh luận với tụi nó, cứ để cho tụi nó ngồi đó nó hiếp dâm với nhau, nó hiếp dâm với nhau rồi nó chống tầm bậy tầm bạ nhau, ví dụ có vô ngồi nghe thôi, đừng có lên tham gia với mấy cái diễn đàn tụi nó. Anh chị em các bạn tham gia diễn đàn tụi nó đó mà lên mà đấu mà tranh luận tụi nó giống như là nước đổ lá môn thôi. Mấy cái lũ đó là cái lũ ô hợp, tại vì khi các bạn vào các bạn tranh luận với tụi nó đó thì tụi nó sẽ có cớ. Nó sẽ giữ cái những cái diễn đàn của nó mạnh lên. Cái đám chống cộng cực đoan ô hợp này mà tôi biết tụi nó, tôi đi trong ruột nó đi ra cả mấy chục năm nay tôi biết tụi nó là toàn là cái đám lưu manh không à. Tại vì các bạn mà càng vào trong diễn đàn tụi nó mà ngồi nghe đi coi nó nói cái giống gì thôi, cứ vào đó mà tranh luận với tụi nó uổng. Thà là mình mở ra những cái diễn đàn, anh chị em các bạn mở diễn đàn rồi mình tranh luận lẫn nhau, mình đưa ra những cái đề tài xã hội, đất nước và con người, mình đưa ra cái đề tài để cho cha con tụi nó mò vào và dạy dỗ tụi nó. Còn anh chị em các bạn vào trong diễn đàn của tụi nó là anh chị em các bạn mắc mưu tụi nó. Tôi nói thật đi, tin tôi đi, các bạn vào các bạn mắc mưu tụi nó. Mấy cái đám ô hợp này tụi nó quỷ quyệt lắm, các bạn thấy người EQ không? Màn đất ơi, nó làm giống như là
người ta ngu hơn nó gì, mà trong khi đó nó sinh năm 73 thôi mà làm giống như là những người mà được đáng cha đáng chú bậc đàn anh nó luôn, mà nó tưởng đâu người ta ngu lắm vậy. Nó gọi hết người này người kia người nọ, rồi nó suối nó tiên truyền, nó nghĩ là ai cũng sẽ nghe theo lời nó. Cái thằng đó nó hơi bị cái quan tưởng, nó cũng khùng nặng lắm mà. Cái thằng đó nó cũng khùng hơi nặng đó. Ôi mèn ơi, đi phục hưng, nó lấy cái nick phục hưng, phục cái mã cha nó, cái phục cái gì, mấy cái đám này nó bị khùng. Ở bên Mỹ này, đời sống bên Mỹ, mấy thằng này nó đâu có tương lai sự nghiệp gì đâu, nó cũng không có cửa. Nói mà nói với cái xã hội Mỹ thì nó cũng chẳng có cửa để đặng mà so sánh với cái người dân bản xứ nữa. Mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp này, tụi nó lên mạng rồi lập hè lập hội lập nhóm rồi lừa đảo với nhau, chỉ có vậy thôi. Mấy chục năm nay mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó chỉ có vậy thôi, lòng vòng lẫn quẩn lên quanh lập hè lập hội lập nhóm, xong rồi vài bữa lừa nhau. Lúc trước thì có Nguyễn Hữu Chánh, các bạn thấy đó, ở trên không gian mạng vậy. Lúc trước có Sĩ Hoàng, Đỗ Thông Minh, các bạn biết trên cái không gian mạng mấy tay đó rất là nổi tiếng. Các bạn đánh mà Sĩ Hoàng mà Đỗ Thông Minh đồ đó, mấy tay đó rất là nổi tiếng, chống cộng khét tiếng rồi, cũng một thời rồi cũng như nồi cháo heo hết. Trái nhà nó cũng lòi ra mặt chuột hết. Anh chị em đừng có vào trong đó mà tranh luận tụi nó. Nhiều khi mình vào mình tìm hiểu coi nó làm cái giống gì thôi, để mình biết vậy thôi. Mình tranh luận với mấy cái thứ làm gì. Nó không bao giờ chấp nhận cái sự thật, cái công cuộc đổi mới, cái chính sách phát triển của đất nước hiện nay. Mỹ nó đã ban giao với quốc gia nào rồi là quyền lợi của nó là trên hết. Nó chỉ có vậy thôi, nó chẳng biết thằng đó là cộng gì cả. Ngày xưa Taliban nó còn chơi với Taliban luôn mà. Taliban sau này là Al-Qaeda đó, anh chị các bạn biết đó. Ngày xưa nó là cái thằng mà Mỹ nó là cái thằng thậu thuẫn cho Taliban. Sau bia này không còn cái quyền lợi của nó thì nó đánh Taliban. Taliban lập ra cái Al-Qaeda do Bin Laden. Mỹ chơi nó phải biết khôn chứ chẳng có gì phải mà nịnh bợ nó cả. Còn người Việt Nam trong nước hiện nay, người ta có tiền có của, người ta ăn nên làm ra. Phú quý thì xin lễ nghĩa, bằng cùng xin đạo tặc. Khi con người ta có tiền, người ăn nên làm ra thì người ta vươn lên, người ta đi ra năm châu bốn bể. Cái người da trắng, cái người Do Thái nó cũng đi khắp mọi nơi, người Trung Quốc họ cũng đi khắp mọi nơi, người Ấn Độ họ cũng đi khắp mọi nơi, người Philippines họ cũng đi khắp mọi nơi. Có tiền thời buổi giờ hằng là mảnh gì gạo bão gì tiền, chứ không phải mày qua Mỹ làm gì. Tao qua Mỹ tao ngồi trên đầu ông nội cha tụi bay, cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp. Cái đó là cái hay, là chỗ đó, cái hay là chỗ đó. Cái hay là qua bên này tao cốc đầu tụi bay. Cái hay là cái chỗ đó, cái tuyệt vời là cái chỗ đó, cái đỉnh cao là cái chỗ đó. Chứ không vậy thôi, cái đất Mỹ này thằng nào có tiền thằng đó mua được thôi. Cũng giống như ông Phạm Đình Nguyên, ông mua cái thị trấn Buffalo ở Miami đó. Ông mua cái thị trấn, ông có tiền ông mua à, Mỹ nó bán cả thị trấn à, mình làm chủ cả thị trấn chơi vậy đó. Ngon vậy, bỏ ra bạc triệu. Có tiền mà. Mỹ mà. Chị em các bạn biết, cái nước Mỹ này nó không có cộng đồng thế giới, nó răng đùng mà nó chết liền. Ngay cả cái cộng đồng thế giới này mà không xài tiền đô của thằng Mỹ thôi, là thằng Mỹ nó cũng xanh máu mặt rồi. Các bạn thấy vừa rồi thằng Trung Quốc nó mạnh lên không? Nó lập cái ngân hàng để đặng nó chống cái đồng đô la không? Thằng Mỹ nó cũng phải dè chừng, nó cũng phải tìm cách đặng nó phá để đập cho thằng Trung Quốc cái kinh tế nó yếu lại. Chứ nó phải giỡn đâu, ngay cả cái khối châu Âu cũng vậy, nó cũng lập ra cái tiền tệ của nó để đặng mà nó chống lại cái đồng đô la của thằng Mỹ, nó chống lại
cái diễn biến hòa bình, cái toàn cầu hóa, cái chính sách của thằng Mỹ, cái đồng tiền ngoại tệ của nó mà, nó lưu hành khắp thế giới. Nhưng mà thế giới không lưu hành cái đồng tiền của thằng Mỹ, thằng Mỹ nó dâng vô dắt liền chưa, dân Mỹ quay ra chết liền, rớt hầm mầm hết, đâu phải giỡn đâu. Thằng Mỹ nó biết nó là cái thằng mà đầu tàu của thế giới mà, nó biết, cho nên nó cũng phải thủ. Các bạn thấy ngay cả cái đồng euro để đang nó kiềm chế lại, nó kiềm chế cái đồng ngoại tệ của thằng Mỹ đó. Hồi xưa cái khối châu Âu nó đâu có đồng tiền euro, đâu có đồng tiền chung chưa của châu Âu đâu. Sau này châu Âu nó thấy sự bành trướng của thằng Mỹ, cho nên nó phải liên kết với nhau để đặng nó sống còn. Chứ không nó bị thằng Mỹ đồng quá đó, thằng Mỹ sẽ dùng cái đồng ngoại tệ đó, thằng Mỹ nó sẽ bành trướng, nó sẽ điều khiển những cái thị trường của châu Âu hết. Sao châu Âu nó đâu ngu đâu, chơi với Mỹ nhưng cũng phải chưa trừ một con đường để sống. Cũng giống như mấy cái đám chống cộng cực đoan, nó đi làm đĩ bốn phương nhưng mà nó không có trừ một phương để nó sống, nó không có trừ một đường nó về. Nó giả tỷ giống vậy không? Cái đám chống cộng cực đoan là cái đám gọi là làm đi làm đĩ bốn phương, cái đám mà người bu kẹt ngựa, tôi phải trừ cái đám này. Mà nó cha lên thấy kêu gọi biểu tình, màng ơi đồ điên, tụi mày làm được cái trận vừa rồi tưởng đâu là bây giờ là làm được nữa, không dễ đâu con. Dân Việt Nam bây giờ người ta thức tỉnh rồi. Cho nên anh chị em các bạn, chúng ta cần phải đoàn kết với nhau. Tôi ủng hộ các bạn mở những diễn đàn riêng, các bạn live stream, tôi ủng hộ các bạn lên để đặng vạch mặt những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, những cái lũ mà chống cộng mà ngu xuẩn ở bên cái đất Mỹ này nè, cũng giống mấy cái đám dân chủ cụi trong nước, chẳng là cái ôn vậy. Các bạn thấy giống như cái con nấm bấm chống được cuối cùng vừa qua Mỹ, nó đang chuẩn bị im dần dần rồi đó, hết rồi, có nhiêu đó nó khai thác hết rồi, nó đưa lên truyền thông của nó câu view câu like, nó quảng cáo Mỹ mà anh chị các bạn, kinh nó cái gì cũng vậy, làm gì nó cũng phải kinh doanh hết. Nó gọi là business, hay nói một cách vui vui tôi hay nói là gọi là business, thằng Mỹ là cái thằng business. Cái gì cũng vậy, money talk vậy thôi. Các bạn nghĩ đi, con mắm nấm nó mới qua Mỹ thì nó được đó thôi, thằng này chia mấy cái đám chống cộng nó ngồi đó nó ôm hung nó hút hít tiền, chỉ tất cả chỉ tiền, quảng cáo mấy cái đài truyền hình ở bên Mỹ của người Việt đó. Nếu mà nó không làm gì nó lấy tiền đâu nó quảng cáo, nó lấy tiền đâu mà nó nuôi được những cái channel của nó, những cái đài của nó. Thành ra nó phải kiếm ra những cái chuyện để đặng mà nó lừa những cái người nghe. Cho nên anh em chúng ta là những người mình yêu quê hương đất nước của mình, mình gìn giữ cái sự bình yên của đất nước quê hương của mình, mà công ơn cha anh của mình đã nằm xuống và đã hy sinh cho chúng ta, mình lên đây mình vạch mặt chúng nó vào những diễn đàn như của anh Bằng nè, Bình Dương nè, Chi Nguyễn nè, các bạn nên ủng hộ những người như Hà My nè, vân vân, những người mà anh em mình có cùng chung tiếng nói trên cái không gian mạng này, đoàn kết với nhau mở diễn đàn. Mình phải anh Phạm Xuân nữa nè, các bạn thấy rất là nhiều diễn đàn tôi thấy các bạn mở rất là hay, cần phải ủng hộ với nhau, những người trong nước và ngoài nước mình liên kết với nhau để đặng mà chống cái bọn chống cộng cực đoan ô hợp. Chứ các bạn mà cứ đi vào trong cái diễn đàn tụi nó mà để mà đánh tụi nó là các bạn đang tạo nên sức mạnh tụi nó. Nó câu view mà, nó câu view mà, anh em chúng ta đâu phải là những người lên đây để câu view câu like coi đâu. Mình vì chính nghĩa, mình vì đại cuộc, mình vì sự an nguy của đất nước quê hương của mình, mình vì nhớ ơn những người cha anh của mình đã hy sinh cho mình có được như ngày hôm nay. Mình làm việc bằng có chính nghĩa, mình là những người có chính nghĩa đàng hoàng, còn chúng nó là những thành phần ô hợp
tụi nó như con rắn không có đầu. Các bạn thấy nó tổ chức đủ thứ hội nhóm hết, bây giờ nào là đào tục quần, con Lisa Phạm đứa nè thì đứa mở. Các bạn lên thấy nó khai dân trí, mỗi lần tôi thấy nó khai dân trí, nó chứ nó làm chữ nó à, nó kéo cả lũ, kéo cả lũ trục sức lại mình, đá đảo lại mình. Các bạn thấy không, toàn là nó diễn hề không à, nó câu view á, nó câu view câu like á. Cho nên anh chị em chúng ta cần phải ủng hộ trong những cái diễn đàn của những người anh em mình, để cho tụi nó vào, cho tụi nó nói, tao cho tụi mày nói, để cho mày nói thoải mái luôn à, rồi mình bẻ những cái luận điệu của nó. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Không gian mạng này mình phải cẩn thận anh chị em các bạn, là mình lên đây cũng chỉ muốn góp tiếng nói của mình để chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân với anh chị em các bạn thôi, chứ không có mà dạy ai thì cũng chẳng có hơn ai, thua gì với ai cả. Miễn sao mình góp cái tiếng nói của mình, làm sao đẩy lùi được những các thế lực chống cộng cực đoan ô hợp, tụi nó đang tìm cách phá hoại cái công cuộc đổi mới của đất nước. Và mình kết nối những người bà con kiều bào hải ngoại, những người người ta yêu nước, những người người ta có cái tấm lòng người ta hướng về với quê hương, muốn xây dựng cái kinh tế. Tôi ủng hộ những bà con kiều bào về với quê hương làm ăn kinh tế kinh doanh, nhưng tôi không bao giờ tôi ủng hộ những bà con kiều bào về với quê hương mà len lỏi nhúng tay vào trong chính trị. Tôi tuyệt đối phản đối mấy vấn đề đó. Tại vì quốc nội người ta có những cái cơ cấu ban ngành người ta lo. Bây giờ tôi không tin những cái người mà ở quốc ngoại mà len lỏi vào trong trong nước để làm chính trị, tôi vẫn chưa tin những người như vậy. Họ có thể góp ý kiến, đóng góp thì tôi thấy hay, nhưng mà còn mà len lỏi vào trong cái vấn đề mà chính trị của Việt Nam thì tôi hoàn toàn không ủng hộ. Tại vì những đa số những người này họ có những cái nói thì nó hơi quá đáng, họ có những cái nhìn của chế độ cũ nó còn mang nặng trong đó. Cũng giống như các bạn thấy như ông Hoàng Minh gì đó, ông Hoàng về Việt Nam cũng làm giáo sư này kia, len lỏi vào trong đó rồi để đặng mà tuyên truyền cho cái bọn Việt Tân. Tại vì cuộc chiến Việt Nam nó đã quá đau thương, nó kéo dài quá lâu, nó gây nên một cái hố sâu giữa cái người của chế độ cũ và cái nhà nước, những cái người mà hiện nay, cái đất nước hiện nay. Cho nên tôi không hoan nghênh những người mà len lỏi vào trong chính trị của chế độ cũ, mà những người mà họ có cái mưu đồ trà trộn vào trong chính trị. Bởi vì cái truyền thống và cái lối sống của họ, nó cái tập quán của họ nó đã bị thấm nhuần ở cái của những người của chế độ cũ quá nặng, khó mà bỏ được những cái vết hận thù. Khó, ngoại trừ mà họ về Việt Nam mà họ sống luôn đó, họ về Việt Nam mà họ sống như một công dân Việt Nam á, một công dân, một thường trú nhân á, thì nó thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà vẫn đối với tôi vẫn nghi ngờ, tôi thấy đại đa số nhiều người về Việt Nam xong nhiều khi làm ăn cũng vậy, nó cũng thất bại quay qua chửi cộng sản. Tôi thấy có những cái giai đoạn ở trên mạng rất là nhiều bà con về Việt Nam làm ăn, một số mấy bà con về Việt Nam làm ăn xong rồi ăn chơi gái rú về rồi nổ, nhất là những cái giai đoạn đầu á, về bắt đầu ăn chơi gái rú rồi ỷ cái đồng tiền Việt Kiều á, về bắt đầu nổ xong rồi văng vô vết, cầm cái còn cái quần tà lõn đi về Mỹ, về châu Âu bắt đầu quay ra chửi cộng sản. Nhiều lúc tôi mắc cười đó mà.
ở trên mấy cái diễn đàn mạng như thao thoát đúng chứ đó, nhiều cái chuyện ngồi cười ra nước mắt mắc cười đấy bà cố luôn. Mình về mình làm ăn rồi không có hiểu biết luật pháp và cái lối sống của người dân trong nước và cái hoàn cảnh của đất nước như thế nào, về ý cái đồng đô la rồi bắt đầu tung ra đầu tư thì của cải thì chẳng, mình chẳng có đứng tên toàn lại đứng không. Nhiều khi về có nhiều ông trên nào đó tôi cho ở ngoài phao thoát á, nhiều ông cũng lớn tuổi rồi về cái bị mấy nhỏ trẻ trẻ sòn sòn nó lừa lên Lâm Đồng mua đâu cũng cả chục hecta đất. Cái ông này tôi quên tên đúng rồi, lên nó chuối cộng sản lên chánh mua hay sao rồi cái miếng đất đó nó, tôi nhớ ở Đức Trọng rồi bắt đầu bị lừa xong rồi về Mỹ về châu Âu lại chửi màng ơi. Tôi hỏi ông về bển á, ai biểu ông đưa tiền cho gái làm chi, nó làm chủ đất của ông thì nó lấy ông thì láng chịu thôi. Nhiều cái mắc cười ra nước mắt anh chị em các bạn. Nhiều người tôi thấy về Việt Nam tới chừng làm ăn thành đạt thì không nói gì nha, cười tủm tẳng mỉm mỉm. Cũng có những người ta làm ăn thành công lắm, như cũng có một Việt kiều Mỹ ở Cần Thơ đấy, đâu phải có cái biệt thự đó, có cái khách sạn cũng lớn lắm, về các bạn thấy cũng ăn nên làm ra, nhưng mà cũng đụng vô vấn đề gái rú đó. Chơi gái chơi nhỏ nào mà còn dưới tuổi vị thành niên bị bắt đó. Bởi vậy làm ăn thương trường đó là chiến trường, mấy ông bà Việt kiều về dễ bị cái kế mỹ nhân lắm, xã hội mà nó muôn màu muôn mặt. Cho nên nhiều khi về làm ăn thất bại rồi cái gì cũng chửi cộng sản không không có công bằng gì hết. Tự nhiên chửi cha anh của mình kỳ cục vậy. Thôi xin chào anh chị các bạn nha, bye 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 bye.